lạnh mà mất ấy, mà không có chạy chữa cho bố nhiều ấy, thì gia đình của các em thì cũng không có đến nối mà như vậy cả cô bác ạ. Thế gọi là coi như là cơm thì đủ ăn đấy, gọi như thế đấy. Nhưng mà vào cái thời điểm mà vừa rồi ấy, thì khi mà bố lâm bệnh ấy, thì là cũng đi ra ngoài vay mượn thêm, xong là bán hết, bán thêm trâu để mà chạy chữa cho bố. Vâng. Em mình là anh cả cho nên là sẽ gửi cho mình rồi, thì để mà mua thức ăn gì thì em đi mua nhá, còn Vâng. là để cho mẹ cầm đủ nhá. Vâng. Đây, 100 này. Đây, 200 này. Và 400 này. Và 600 này. Đấy. Em xin. Rồi là anh nhận được của bà Vương Kim Thanh là 1 triệu đồng nhá. Vâng. Đấy. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục nhận được một phần quà là của bà Vương Kim Thanh gửi tới cho gia đình của nhà em Min cô bác ạ. Và cái khoản tiền của bà Phạm gửi cho cháu Lực là cái khoản tiền của bà Vương Kim Thanh gửi cho cháu Lực là 1 triệu đồng của bác. Và trong đó thì là bà có nói là chi ra là mua cho em, mua cho gia đình của nhà em mình là 20 cân gạo. Thì tổng số tiền là cháu Lực mua hết là 400 ngàn, thì còn dư 600 ngàn. Thì là bà có dặn cháu Lực rằng là sẽ đưa cái khoản tiền đấy để cho mẹ của các em cầm, cũng như là mẹ của các em để mà chi tiêu mua đồ đạc nữa các bác. Đây có lẽ là vào cái mùa vụ, vào cái thời điểm này thì hầu như là ở trên chỗ khu nhà của các em thì thấy là bà con ai ai cũng đang tấp nập ở phần ruộng nương. Có nhà thì đã cày xong rồi, còn có nhà thì là tít dưới kia là vẫn còn đang miệt mài là làm ruộng các bác. Thời tiết hôm nay thì hình như là chuẩn bị là trời sắp mưa to rồi các bác. Không biết là hiện tại cháu Lực đang ghi hình thì các bác có nghe được là tiếng sấm không? Sấm sét rất là to các bác. Thế còn là bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực gửi cái phần quà của bà Vương Kim Thanh tới cho gia đình của nhà em mình các bác nhá. Nói trước tiên mà đi vào thì cho phép cháu Lực xin được gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh. Cảm ơn bà rất là nhiều. Chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Ở đây thì nếu mà cô bác anh chị có theo dõi được, theo dõi từ cái chặng đường và cái bước đi đầu của cháu Lực đi làm thiện nguyện thì các bác cũng đã nghe tên bà Vương Kim Thanh rồi. Và Kim Thanh là người mà đồng hành cùng với cháu Lực tới cái thiện điểm hiện tại của bác ạ. Đấy. Cũng rất là cảm ơn bà đã tin tưởng cháu Lực để mà đồng hành cùng cháu Lực đến thời điểm hiện tại nữa. Không thấy có em mìn ra đây cả. Chắc không biết là ba anh em bây giờ có ở nhà không. Về cái hoàn cảnh của ba anh em của bác ạ, thì nếu mà có bác theo dõi từ ở những video đầu mà cháu Lực đi chia sẻ thì các bác cũng đã các bác cũng đã biết là gọi là sơ qua một chút rồi. Thế tuy nhiên thì vẫn sẽ có một số cô bác là vẫn còn chưa biết đâu. Min ơi, Min ơi, nhà của Min là có chó các bác ạ, cho nên là đi vào thì rất là sợ. Min ơi, Quỳnh ơi, Min ơi, mấy anh em là đang làm ruộng sao quá ạ. Đây vừa rồi thì cháu Lực có ra đến gần nhà rồi nhưng mà không có bắt gặp các em ở nhà cả. Đấy là bảo là các em là đang làm ruộng ở dưới kia. Thử đi vào xem là các em làm ruộng đến đâu rồi. Có vẻ như là thời điểm này đang mưa một chút của bác ạ. Thành ra là có nước rất là nhiều. Không biết là giờ các bác có nghe thấy cái tiếng sấm không? Sấm chớp rất là to rồi nãy. Mùa này vào trên bản thì thấy là những cái quả dưa mèo này này có rất là nhiều. Nhìn thấy từ xa thì thấy là có Mìn này, có Chùa này. Quỳnh là vẫn chưa nhìn thấy đâu. Ui, nhà này nuôi nhiều ngan chưa này.
Nhà này nuôi nhiều ngan nhỉ, có phải là của nhà chùa không? Không ạ. Rồi. Chào chùa nhá. Tất cả ba anh em cùng đang cùng ra đây làm ruộng à? À. Chùa gửi một lời chào tới các bác chùa. Con xin chào các ông các bà. Ồ, thế là hôm nay có đi làm gì không? Đi chăn trâu về. Đi chăn trâu về à? Chăn trâu về là ra ruộng làm à? Vâng. Cái ruộng này là của nhà em à? Vâng. À, thế làm đấy nhá, anh ra bên này xem chùa một chút, xem mìn một chút này. Ruộng của nhà mìn của ba anh em là đến đâu ấy? Đây đến kia à? À, thế là ra đây làm lâu chưa hả mìn? Ra lâu rồi anh ạ. Ra lâu rồi à? À, thế mìn gửi một lời chào tới các ông các bà nào. Con xin chào các ông các bà và các cô chú. Ra đây lâu rồi à? Vâng. Mẹ có ở nhà không? Mẹ không anh ạ. Mẹ không ở nhà? Vâng. Thế là ba anh em là ra đây làm ruộng. Chỗ này thì chưa có nước à? Chưa anh ạ, mưa thì mới có nước. Nếu mưa như này thì có nước chưa? Có anh ạ. Ờ. Thấy là sấm chớp đùng đùng này, chắc là có lẽ là có. Còn là em Quỳnh thì đang làm ở phía bên kia các bác ạ. Không biết là Quỳnh làm xong thửa ruộng hay chưa? Chỗ này thì dùng mấy cây để làm à? Vâng. Mấy cây thì đi mượn về hay là... Mượn về đó anh ạ. Mấy cây đi mượn về à? Vâng. Mấy cây đi mượn ở tận đâu về ấy? Nằm đôn. Nàng đôn á? Dạ. Đấy là anh em à? Anh rể. À, anh rể của em à? Dạ. À, ra bên này xem mai em Quỳnh một chút. Thế này là làm sẵn không à? Mai có nước là làm luôn đấy nhở? Dạ. Ba anh em thì là mỗi anh em là một thửa các bác ạ. Một thửa để làm. Chào Quỳnh nhá. Vâng, chào anh ạ. Rồi, sắp hết xong thửa đấy chưa? Hả? À? Sắp làm xong chưa? Làm xong rồi. Sắp làm xong rồi à? Vâng. À. Thế là ra đây lâu rồi chứ? Lúc đấy ra. Lúc đấy ra, để em gửi một lời chào tới các ông các bà. Con xin chào các ông các bà. Con xin chào các ông các bà. Rồi, à, hôm nay thì mặc áo màu hồng đi làm đấy nhỉ? Vâng. Nữ tính đấy. Thế cái này là bây giờ có nước luôn là lấy mấy cây kia để vào bừa luôn à? Vâng. Ba anh em là nếu mà không có việc gì, không có ai để thuê đấy cô bác thì là cùng nhau là đi vào ruộng để làm. Kia xem ba anh em, xem hai anh em kia đó. Hầu như là nếu mà nhà nào mà có nước trước thì là sẽ cấy trước cô bác ạ. Không biết là ở đâu mưa to hay sao ấy, thì sấm chớp là to quá. Cái này không cần phát cỏ ở trong à? Không rồi anh ạ. Cái này không cần á? Cái này thì chắc là cày lâu rồi nhỉ? Lâu rồi anh ấy cái này. Ồ, thấy là cày đến nỗi mà cái hoa cứt lợn này của bác này lên còn lên cao rồi đấy. Này nếu mà dùng trâu để làm thì không, nó khó để mà nó tan ra nhỉ? Vâng. Còn dùng mấy cây để làm thì nó coi như là nó chém cỏ cho nó thành nhỏ nhỏ nữa các bác. Thế mẹ đi đâu rồi? Mẹ đi chăm trâu anh ạ. Mẹ đi chăm trâu à? Vâng. Là đang trong lúc mà mưa gió này thì là ba anh em là đang có mưa. Trong lúc mà đang có nước này thì là ba anh em là ở nhà làm ruộng. Mẹ đi làm việc khác à? Vâng. Thế nhà của ba anh em là đã cấy được chút nào chưa? Được một tí anh ạ. Được một tí rồi à? Vâng. Dưới kia còn một thửa nữa nhỉ? Vâng. Em chùa thì là vào cái thời điểm này các bác thì là còn ở nhà độ tầm là hơn một tháng nữa thì
Em sẽ đi xuống huyện để học rồi. Hồ sơ thì cháu Lực cũng đã nộp xong mọi cái rồi. Học lại ngôi trường cũ của em Mìn. Mìn cũng có biết cái trường đấy không? Có anh ạ. Biết trường ở trên km số 0 này? Có anh. Trước em học trường đấy đúng không? Vâng. Em Mìn thì học đến lớp 11 thì là em mới bỏ rồi. Là thời điểm đấy là do là bố bị ốm ấy, bố bị mắc bệnh ấy, thành ra là phải về nhà. Ba anh em làm với nhau thì là nhanh thôi nhỉ? Vâng. Một người là làm ở phần trên, còn là một người là làm ở phần dưới. Về cái hoàn cảnh của ba anh em thì có một số cô bác là theo dõi sau thì chắc chắn là chưa có hiểu, cho nên là cháu Lực xin phép là tóm tắt lại thêm một chút cô bác nhá. Hoàn cảnh của ba anh em thì phải nói là cũng là thuộc một cái hoàn cảnh mà là nghèo ở trong thôn này cô bác này, vào gia đình hộ nghèo đấy. Cũng bắt gặp là ba anh em khá là nhiều lần rồi đấy, nhưng mà chưa có lần nào để mà tâm sự với lại ba anh em ấy, thành ra là không có biết được là gia đình của em ấy là thuộc dạng là về cái hoàn cảnh như thế. Hôm nay là mối em chùa là không mặc áo màu hồng hồng nữa nhỉ? Vâng. Đây cũng ba anh em thì cũng rất là có duyên với lại các cô bác anh chị làm mạnh thường quân, gọi là sau khi mà cháu Lực chia sẻ về hoàn cảnh của ba anh em thì cũng nhận được rất là nhiều những cái phần quà gửi tặng tới cho gia đình của nhà các em. Em chùa thì có duyên với lại bà bé, được bà bé là hỗ trợ em là đi học cấp 3. Đấy, nhưng mà cũng không có thể có khỏi được. Đấy, chính vì vậy là gia đình của các em mới gặp khó khăn ở cái thời điểm đấy. Này như kiểu là thi đua ấy nhỉ Mìn nhỉ? Dạ. Đây như kiểu là thi đua nhỉ? Không có thêm cái cuốc, có thêm cái cuốc thì anh hộ cùng mấy anh em. Vậy ở đằng trước kia là em Mìn, là em anh cả, còn thứ hai là em Quỳnh là thứ hai, thứ hai còn em Chùa là em Út trong gia đình. Mẹ thì đi chăn trâu đến mấy giờ thì mới về à chùa? Đấy, cứ 2 giờ mưa thì 2 giờ đi. 2 giờ mới đi à? 2 giờ về. 2 giờ về á? Dạ. Nhưng mà bây giờ đến mấy giờ là về ấy? Không, mẹ mấy giờ về? Không biết à? Dạ. Giờ này thì đang mưa này, sấm chớp nhiều quá thì chắc là cũng về sớm hơn. Ở nhà thì cũng may mắn là có hai người anh ở nhà để mà phụ giúp mẹ, cho nên là em chùa thì mới gọi là bị an tâm để mà đi học thêm. Ví dụ như nếu mà ở nhà thì có một mình anh Quỳnh hay là em Mìn thôi thì là cũng không có gọi là yên tâm là để mà đi học mấy. Thời dưới kia thì có phải là thời của nhà ba anh em không? Có anh ạ. Có à? Thế là làm hết xong là mới nghỉ luôn nhỉ? Vâng. Dây điện này, dây điện của nhà ai mà to đấy nhỉ? Không dùng cây để chóng lên nhỉ? Thế nhà, thế chỗ này thì được tầm độ bao nhiêu bao hả? Chỗ này 6-7 bao anh ạ. 6-7 bao thôi à? Vâng. Nhà 6-7 bao là phải gọi là
Điều nước đấy nhỉ? Nếu không điều nước là không không đủ 6 bao đâu. Vâng. Công việc như thế này thì phải nói là gắn bó với các em là từ các em từ rất là nhỏ rồi, gọi là chỉ biết làm thôi là đã đi ra ruộng rồi các bác. Cháu được cũng đã bắt gặp là một số là bạn nhỏ đấy đi làm kiếm công việc này đi theo bố theo mẹ đấy, không cầm được cuốc to thì cầm cuốc nhỏ để mà cuốc bờ này, xong là làm lại cái phần như các em đang làm nữa, để mà ra được một hạt gạo hay là một hạt ngô thì phải nói là người dân ở trên vùng cao thì lao động rất là vất vả các bác ạ. Hầu như là hoàn toàn là đa số là làm bằng thủ công thôi. Làm bằng máy thì chỉ có gọi là cái máy cày thôi. Gia đình nào mà có trâu nhiều ấy thì là bán trâu đi để mà mua. Như cái chỗ của Quỳnh là bị sạt thế này thì mấy nước nó có bị đổ không? Đây này, bị sạt như thế này sợ nó bị sao sâu nên nó bị đổ không hả mình? Có anh ạ. Có à? Mưa gió nên là mưa to ấy, bị sạt rất là nhiều. Lâu lên rồi, chùa thì có vẻ là cầm cuốc nhỏ làm nó chậm hơn nhỉ. Nếu mà làm như này là mai là có nước vào thì là ba anh em là vào trong đấy để mà làm luôn à? Vâng. Đây là làm phải làm lại cả cái bừa cho nó mới nhỉ? Vâng. Thế là bây giờ còn mới chỗ này chưa cấy hay là chụt những chỗ khác là cấy chưa? Còn dưới đây còn một tí chưa cấy nữa. Dưới kia là còn một chút à? Vào cái thời điểm mà có nước đấy, nếu mà như mưa là các em là cũng là phải là đi ra ruộng ra đồng các bác ạ. Có lúc thì mặc áo mưa, có lúc thì không có mặc đâu. Chúng ta rồi, lâu rồi chúng ta rồi, lâu anh chết tao. Chùa là đến hôm nào là phải cắt tóc rồi nhờ? Cả lâu lâu rồi, lâu anh chết tao tắng rồi. Hôm nay là hôm chủ nhật cho nên là em rể cháu Đức không ở, thành ra là cũng không em chùa không đi xuống đấy để mà cho em được cháu Đức dạy kèm nữa. Hiện tại thì là được bà bé là hỗ trợ về cái khoản kinh phí để cho em chùa là đang đi học để mà bồi dưỡng thêm.
Ui, tóc dài quá rồi. Chùa với lại mìn thì tóc dài quá rồi, hôm nào đi cắt cho. Lấy cho anh xem nào. Cuốc này. Mệt chưa? Chưa mệt à? Cái này thì cho nó thẳng xuống à. Nếu mà một ngày mà đi làm như thế này thì được tầm bao nhiêu thửa à, Quỳnh? À Min. Dạ. Một ngày mà đi làm thế này thì được tầm bao nhiêu thửa? Làm một ngày thì cũng được nhiều đó anh ạ. Nhiều á? Vâng. Cái máy hôm nay là không có ai thuê để đi làm nữa à? Không anh ạ. Không ai thuê thì làm việc nhà thôi nhỉ? Vâng. Cái này là bây giờ là lấy cỏ ra này, xong là đến hôm nào mà làm phần ruộng xong ấy thì lại là tiếp tục là đáp lại cho nó mới không bác. Nhanh nhanh chuẩn bị mưa đấy. Thế này là phải cuốc to to một tí nhỉ? Vâng. Nhưng cái cuốc của chùa này là làm chậm lắm. Trời mưa rồi đấy cô bác ạ. Làm hết xong mới nghỉ đấy chứ. Vâng. Còn một tí thôi. Còn một thửa nữa rồi nhỉ? Còn một tí không có một thửa nhỉ? Hả? Hả? Một tí này còn một thửa trên nữa. Hả? Còn một thửa trên kia nữa. Ôi đây, đây thì có nhà thì người ta đã trồng gọi là sống rồi cô bác ạ. Sự ra những cái công việc mà để mà làm đồng như này cô bác này thì đối với cháu Lực thì nó cũng không có xa lạ gì cả. Ở dưới nhà cháu Lực thì bố mẹ cháu Lực vẫn làm công việc này là chuyện bình thường cả. Nếu mà cháu Lực ở nhà thì vẫn đi làm cả. Ê, chùi làm Quỳnh làm nhanh nhỉ. Đây có phải mẹ của Quỳnh không? Không phải à? Sao mày này? Ồ, sách nhiều à? Thì chăn trâu về. Ừ. Đã không nào bác đi. Giờ mưa thấy khá là nhiều đấy. Mẹ thì vẫn chưa về nhỉ? Chưa anh ạ. Nào đi lên thôi. Nào. Mình nó phang trái lôi lên. Chạy tông á, xin chạy nó lò. Hả? Ui. Nay là mai là mở nước hoặc chưa? Mở bây giờ mở anh ạ. Bây giờ mở à? Vâng, nhưng mà nước bé quá. À. Mới làm được một thửa. À. Đây, thấy là có một dàn dưa này. Anh một quả thử nhá. Vâng. Có to quá. Đây, có treo đúng lặng lặng này. Hầu như là cái vườn dưa này của bác này là cái vườn mà thức ăn chính cho ngoài gia đình vào cái mùa này đấy. Ai lái mấy cây ra kia ấy? Họ anh ạ. Họ nhà trên này anh ạ. À. Mưa quá thì là cũng nghỉ đâu bác ạ.
vừa xin được các em một quả dưa ăn. Dưa thì ăn rất là ngọt. Mẹ vẫn chưa về nhỉ? Mẹ chưa về. Ồ, chắc là tí giờ mưa về đấy. Ôi, hiện tại thì mưa khá là to. Cái này là để lấy nước đi vào ruộng đấy à? Vâng. Rồi đây cháu đang khuất đây rồi. Mưa nó khó cả đông. Mưa quá rồi. Chưa. Mưa nó khó cả đông khuất đây rồi. Ôi, tại nhanh lắm. Cái này còn nước không? Có. Ui, xa thế nhỉ? Này, cho hey. Ăn khô tây tạo ra. Đi đâu ấy? Đi lấy nước về đây. À, nên đi lấy nước đi. Vâng. Thế là phải đi xem nước à? Vâng, xem nước về trước. À. Đấy, trong lúc đang mưa này cô bác này thì là phải đi xem nước luôn. Nếu mà không đi ra xem nước thì là không có nước về đâu. Hầu như là nhà nào cũng phải cử một người để mà đi xem nước ấy. Rồi Quỳnh mìn ở chân chùa ở chân lên chùa. Mưa quá rồi. Dầu rửa bát trên này thì còn không? Những dầu gội này. Còn đấy. À vẫn còn à? Cũng mới mua lên thôi cô bác. Để mà hết thì chắc là cũng chưa có hết đâu. Em chùa thì đang đi kia là lấy cỏ cho trâu thôi. Chó hơn dữ quá, cháu Lực cũng không có dám. Đây, ngôi nhà của các em, của bác này. Cháu Lực cũng đã ghi hình là vài lần rồi. Nhưng mà quả phải thật nói là vào một cái ngôi nhà mà ở hiện tại thì bây giờ đang có là 5 người ở. 5 người ở sống trong một ngôi nhà rất là nhỏ bé. Ôi dồi, đây thì quả chua này. Không biết là đem quả chua này về thì để mà ăn cơm hay là đem mà đi bán nữa. Vào cái mùa này thì hầu đi vào nhà thì không thể tránh khỏi được là nhìn những quả dưa chuột này cô bác này. Một bao tải rất là to này. Bao tải quả dưa chuột này. Cái này là quả dưa chuột này là để mà ăn kèm với cơm. Ra phía bên này là chỗ ngủ của hai mẹ con em chùa. Đấy, mặc dù bây giờ thì em chùa thì cũng lớn rồi. Đấy nhưng mà tuy nhiên thì ở nhà thì không có chỗ nào để mà ngủ thêm nữa các bác, thì là bắt buộc là ngủ với mẹ ở trong một cái ngôi một cái giường tự làm mà rất là nhỏ. Đây là để cho trâu ăn à chùa? Trâu thì cũng gọi là những cái thái cỏ, những cái đồ dùng này kia là cũng đều làm ở nhà hết cả. Thế tối nay là ăn có cả bí đây à? Bí này thì hái ở đâu về? Mẹ hái về hay là em hái về? Mưa như này thì nhà chùa thì có bị dột xuống không? Dột chỗ này tí đây. Dột chỗ nào? Nó ở cây này trên. À cây nào? Đâu? Cây nào? Nó ở dân nó dân trên kia đấy. À dột, nó bị dột ở dưới trên kia đúng không? Vâng. À. Các em thì vẫn đang ở bên ngoài là bận rộn là những công việc mà làm ruộng làm nương này. Mẹ về sao đúng không? Cái cánh cửa này thì này cô bác này thì để mà thật sự ra và để mà chắc thì là không có chắc đâu, gọi là làm cánh cửa thì cũng gọi là chỉ để che thôi, chỉ để gọi là che coi như là có cửa thôi. Mẹ về rồi à? Chưa anh. Chưa à? Nếu mà mẹ về thì bảo là về nhà nhá. Để anh gửi cái phần quà này cho gia đình nhá. Đó. Mẹ có phải là mẹ ở kia không? Không, là em dâu. Em dâu à? À.
Mẹ của các em thì là chắc là muộn rồi các bác, muộn thì mới về. Thì chắc là cho phép cháu Lực xin được phép là gửi món quà này cho cho phép cháu Lực xin được gửi món quà này cho ba anh em luôn. Gọi à, cho Quỳnh ở đây đi. Ui dồi ôi, đây này, vẫn còn dính này. Chạy mưa à? Không, rửa mà anh ạ. À, rửa mặt à? Ừ. À. Thế là một người là chuyên gia đi xem nước à? Đi xem nước à? Mới có à? Vâng, phải một người đi xem làm. Nếu mà không xem là không có nước về đâu nhỉ? Vâng. Vì là ai cũng muốn là làm dụ cho nó nhanh, cho nó xong các bác. Đấy, và hôm nay thì lên là bắt gặp là ba anh em là ruộng nhà mình là làm. Thì hầu như là cái thời điểm hiện tại thì lên trên nhà các em thì là thường bắt gặp là các em là đi làm ruộng là nhiều hơn. Còn ở đây thì là em Quỳnh là với em Chùa là ở nhà là làm công việc và đồng án nhà nhiều hơn. Còn em Mìn thì là chuyên gọi là đi làm mà thuê rồi. Đấy, còn hôm nay anh lên thì là anh lại tiếp tục là gửi một phần quà tới cho gia đình nhá. Vâng. Anh mua đây là 20 cân gạo. Vâng. Đợt nọ anh mua lên thì hết rồi chứ? Hết rồi anh ạ. Hết rồi à? Vâng. À, thế thì đợt này anh lại tiếp tục mua lên nhá. Vâng. Và hôm nay thì anh có nhận được là một cái khoản tiền là của bà Vương Kim Thanh là gửi cho gia đình của nhà các em là 1 triệu đồng. Đấy, và trong đó thì là bà có bảo trích ra là mua là 20 cân gạo. Mua 20 cân gạo trước. Rồi thì còn dư thì anh sẽ gửi lại cho các em. Vâng. Đấy, trước khi mà anh đi vào gửi cái phần quà này thì là ba anh em là mỗi người gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh nhá. Vâng. Bà hôm nọ là mua quần áo cho các em đấy. Vâng. Từ em Quỳnh trước nhá. Vâng. Con xin cảm ơn bà. Con xin cảm ơn bà. Gửi phần quà tới cho gia đình con. Gửi phần quà tới cho gia đình con. Con chúc bà. Con chúc bà. Gặp nhiều điều may mắn. Gặp nhiều nào may mắn. Trong cuộc sống. Trong cuộc sống. Rồi. Con xin cảm ơn bà. Gửi phần quà tới gia đình con. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe. Con xin cảm ơn bà. Gửi phần quà đến gia đình con. Gia đình con chúc bà nhiều sức khỏe. Thì hầu như là các em thì ai cũng đều là rất ít nói của bác ạ. Kể cả những cái tiếng, những cái câu bình thường thôi mà các em không biết nói mấy. Thì có những lần thì cháu được hỏi đấy, hỏi đến các em nghe, các em biết nghe nhưng mà các em không biết là trả lời làm sao các bác ạ. Và anh mua gạo hết là 400.000 rồi và còn dư là 600.000 thì đã bảo là để gửi cho mẹ, nhưng mà mẹ thì Trăm Châu đến giờ là vẫn chưa có về. Trời thì bây giờ là ngày một mưa to rồi cho nên là anh cũng không có ở lại được lâu nữa. Thì anh xin gửi cho em Mìn nhá. Phải nói lại, nói gọi là thưa cô bác ạ, nói đi nói lại một chút đấy cô bác ạ, nhưng mà nói thế thì cháu Lực gọi là mấy nhớ đấy, là gửi cho bà Vương Kim Thanh là gửi cho cháu Lực là 1 triệu đồng. Và trong đó thì là mua 20kg gạo và còn dư là đưa tiền mặt cho các em. Thì vừa rồi thì cháu Lực cũng đã đưa tiền mặt cho, đáng lẽ là đưa cho mẹ đấy, nhưng mà mẹ thì đến giờ vẫn chưa về đấy, thì cháu Lực không ở lại mà đợi lâu nữa. Đấy, cũng để cho các em là đi làm thêm những công việc khác. Bây giờ thì ở ruộng thì các em cũng đã gọi như là mưa thì cũng chắc là bây giờ là chỉ có mấy em là đi xem nước thôi nhờ. Và còn em Mìn, em Chùa thì là ở nhà chắc là nấu cơm đợi mẹ nữa nhờ. Em Út ấy. Vợ thì đi đâu rồi? Về đến ạ. Vợ là về đến à? Thế vợ hôm nay đi đâu làm gì? Thế vợ là hôm nay đi đâu làm gì? Vợ cùng mẹ đi làm việc. À, là vợ cùng mẹ đi à? Vâng. À, vừa đi Trân Châu nhưng mà vừa đi làm thêm việc khác à? Vâng. À. Thế là mẹ là chắc là đuổi Châu đi sau, theo sau nhờ. Vợ về trước ấy. Vâng. Cũng rất là cảm ơn tới tất cả cô bác anh chị là trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực, giúp đỡ được cho rất là nhiều hoàn cảnh. Và hoàn cảnh của em Mìn, cháu Lực cũng rất là mong sẽ được sự đón nhận và yêu quý của các bác nhiều hơn. Thì lần sau có những phần quà nào thì anh tiếp tục lại lên nhé. Vâng. Đấy, còn những gì khó khăn thì có thể là bảo anh nhé. Vâng. Đấy, cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà.
Con chào tạm biệt các ông, các bà và các cô, các chú. Con chào tạm biệt các ông, các bà. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Mm-hmm.